xin chào cả nhà mình nha. Và tiếp tục sau cái công thức là mật ong lên men, là mật ong lên men quế, thì sau đây thì em xin giới thiệu với cả nhà mình công thức là mật ong lên men gừng. Thì cả nhà biết rồi, gừng nó có rất là nhiều chất cay chất nóng trong này, nó giúp chúng ta phòng chống cái bệnh cảm lạnh đó. Cả nhà biết rồi, khi mà chúng ta ho, chúng ta chỉ cần ngậm một cục gừng thôi là chúng ta giảm ho ngay lập tức, và chúng ta uống một cốc trà gừng vào thôi là nó ngưng giảm ho nhiều lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta bị Covid này, khi chúng ta bị cảm lạnh này, khi chúng ta bị các triệu chứng hậu Covid này, khi đó là cơ thể chúng ta nó bị cạn kiệt chất dinh dưỡng rồi. Khi chúng ta bị Covid xong, chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, do đó là chúng ta uống mật ong lên men. Mật ong lên men giúp cho cơ thể chúng ta nó phục hồi sức khỏe, bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, và nói chung là rất là nhiều axit amin, protein trong này, nó giúp cơ thể chúng ta phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Và có gừng thì nó hỗ trợ công tác điều trị hậu Covid rất là tốt ha. Đặc biệt là những anh chị em mình bị ho đấy ha. Rồi em hướng dẫn cả nhà làm ha. Cả nhà chuẩn bị cho em 400g gừng. Gừng chúng ta gọt vỏ thật là sạch nha, gọt vỏ sạch, rửa sạch cho em. Ở đây là em đã gọt vỏ sạch, em rửa sạch và em có đi phơi nắng qua rồi cho nó diệt hết cái vi khuẩn đi. Tại vì trong quá trình mình làm tất cả những món về lên men là cả nhà chú ý cho em là phải làm sao phải ăn được phải sạch và sạch sẽ, càng sạch càng tốt. Tay em đưa đi rửa xà bông Lifebuoy, những cái hũ này em rửa, hũ này em đã rửa rồi và em phơi nắng rồi. Mình cũng vậy, em rửa rồi em tráng qua nước sôi để nguội và em kỹ đến lúc em đi ra phơi nắng một lúc cho nó diệt hết vi khuẩn đi đó. Chúng ta cùng nhau làm ong lên men gừng nhé, dễ lắm. Và cả nhà ơi, em nếu mà cả nhà ai quên công thức mật ong lên men rồi, làm công thức mật ong lên men thì sau đây em cũng xin giới thiệu với cả nhà mình làm lại cái mật ong lên men, rồi sau đó thì em sẽ hướng dẫn cái nhà là làm mật ong lên men gừng. Tuy nhiên mà bạn nào biết cách làm mật ong lên men rồi thì nói chung là vui lòng tua qua cái khúc này giúp em chút xíu nha. Rồi em sau đây em xin hướng dẫn cả nhà mình cách làm mật ong lên men. Rồi cả nhà thấy chưa, đơn giản lắm. Mật ong lên men chúng ta đã làm xong rồi, và đây là thành phẩm mật ong lên men, đây là thành phẩm mật ong lên men của em nha. Mật ong lên men thì như là em đã nói với cả nhà rồi, em làm xong rồi em bảo tủ lạnh, nên là những cái con vi khuẩn hiện tại là nó đang ngưng tủ lạnh. Cái bình của em đang rất là lạnh đấy, nó không hoạt động nên là nó sẽ không có bọt. Còn nếu mà để ở ngoài á là nó lên men rất là nhiều, đầy hũ luôn, cả nhà thấy không, nó lên men mà cái hũ của em nó đục hết cả cái hũ luôn, nó đục hết cả cái hũ như thế này là bọt nó lên tới cái nắp luôn đó. Rất là đẹp luôn, để chút nữa em lồng ghép hình ra đây cho cả nhà xem. Nói chung là lên men đẹp lắm, nhưng mà hiện tại là nó đang ở chế độ ngủ đông nên là nó không có sinh bọt ở đây nha đó. Rồi bây giờ em làm mật ong gừng cho cả nhà nha. Chúng ta rửa sạch rồi nhưng mà để nguyên cục như vậy thì nó sẽ lâu ra chất đường lắm. Em sẽ xay nhuyễn ra cho cả nhà nha, xay nhuyễn gừng ra ha. Tay em đã rửa bằng xà bông Lifebuoy rồi nhé cả nhà. Và chúng ta xay từ từ, chắc chúng ta xay từ từ thôi, cái gừng thì nó hơi to. Nếu mà được thì cả nhà xay cắt nhỏ ra trước đã là phải xay. Rồi đây cả nhà, em xay lần lượt
được từng miếng một hết. Cái hũ của em nó kín như thế này. Cái cối này em gọi là cái cối đa năng của em nè. Bất cứ cái gì em cũng bỏ là em xay được đúng không? Mình sau khi mình xay thì mình phải rửa sạch sẽ. Cả nhà nhớ cho em là rửa sạch sẽ giùm em ha. Bé ơi, vô lấy cho mẹ cái chiếc đũa đi con. Dạ. Khi mình xay á là mình phải rửa sạch sẽ, rồi em khi nào em cần thì em phải tráng qua nước sôi. Tráng qua nước sôi em rửa sạch, em tráng nước sôi và khi cẩn thận nữa thì em sẽ đi phơi nắng. Khi nào ví dụ như là những cái trường hợp đặc biệt như thế này nè, em sẽ đi phơi nắng cái hũ này luôn. Và còn lại là em sẽ đi rửa nước sôi. Bình thường em chỉ cần rửa nước sôi lắm. Rồi em xay được một miếng rồi. Rồi em xay tiếp nha. Mục đích của mình là bỏ vào đây gừng nó ra như thế này á, thì nó sẽ ngăn ra chất để cho mình sử dụng. Em xay lần lượt từng tí một cả nhà thông cảm nha. Nó to quá, nãy biết em cắt ra cho rồi, cắt ra mẹ nặng cái trứng mình nó hơi to nên nó xay hơi khó. Trời ơi nó cay quá. Mở nắp ra một cái là nó sọt ra luôn. Đó, nó hơi đặc cả nhà. Nếu mà có thời gian thì chúng ta cắt gừng ra hết. Tôi đi làm về thì tôi tranh thủ hướng dẫn cho cả nhà nên là không có thời gian. Đó rồi em được thêm một kẻ nữa. Cái gừng này thì nó đặc tính là nó có chất cay chất nóng cho cả nhà, nên một ngày chúng ta sử dụng nó cũng ít thôi. Chúng ta khi nào chúng ta cảm lạnh hoặc là những người mà bị về tim mạch có hỗ trợ thì chúng ta uống ít thôi. Chúng ta hỗ trợ vào cái công tác nói chung là hỗ trợ cho những người bị tim mạch uống cái này thì tim nó cũng sẽ khỏe và hỗ trợ tiêu hóa. Khi nào cả nhà ví dụ như là cả nhà bị tiêu chảy hoặc là bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta uống những cái này vào thì cái hệ tiêu hóa của chúng ta có cân bằng, vi sinh rất là nhanh, phục hồi chống lại tiêu chảy rất là nhanh. Trong tỏi thì nó có rất là chứa rất là nhiều chất nóng nên là nói chung là hàng ngày chúng ta uống một chút xíu ha, chứ không nên uống quá nhiều. Nhưng mà để mà khi mà bị Covid và tối mà chúng ta ngủ không được thì chúng ta uống một chút xíu cái gừng này vào. Uống nhiều quá thì nó sẽ gây cho chúng ta bị mất ngủ, nhưng mà chúng ta uống ít thôi uống làm nói chung là chúng ta làm một ly đoạn lại chúng ta uống thì nó giảm cơn ho rất là tốt. Giảm ho tốt thì chúng ta sẽ ngủ được, nếu mà chúng ta bị ho thì chúng ta không có ngủ được đâu. Tôi thấy những anh chị em nói là sau thời gian bị Covid là bị ho nhiều lắm, ho nhiều lắm lúc mà không ngủ được luôn, khổ lắm luôn á. Nên là mấy bữa nay thì tôi có hay uống mật ong, gừng, tỏi, gừng, quế nên là tôi đỡ ho rất là nhiều. Rồi cái nhà chuẩn bị cho em xay cho em là 400ml mật ong, 400g gừng chưa, 400g gừng. Và cái nhà chuẩn bị cho em cũng 100ml mật ong lên men ha. Đó, 100ml mật ong lên men. Úi cha, rất là khỏi ở đây nó sẽ cầm cái này đây. Cẩn thận không bể luôn cả nhà.
ong lên men sẵn rồi. Rồi chúng ta sẽ đổ thêm mật ong rừng nha cả nhà. Cái này không mật ong nào, mật ong lên men, mật ong cà phê, mật ong nhãn gì cũng được. Nhưng mà ở đây là tôi mua mật ong rừng, làm mật ong rừng được thì nó tốt hơn. Tôi quấy cho đều nha cả nhà ơi. Đẩy cái nắp tủ này lại không là nó sẽ đổ đó. Rồi em quấy đều ở đây rồi, mật ong lên men. Và chúng ta để ra đổ thêm một chút xíu mật ong vào nữa. Đấy, khi chúng ta xay như thế này thì nó sẽ nhanh lên men và nó ra nhiều chất gừng. Tuy nhiên á, thì khi chúng ta xay như thế này thì chúng ta rất là khó để lấy cái, nó sẽ khó hơn khi mà chúng ta lấy cái nước ra. Nếu mà bạn nào có một cái túi nhỏ nhỏ thì bỏ vào đây thì tốt quá, còn không thì để như vậy cũng được. Rồi chúng ta làm không đầy đủ nha cả nhà. Trong quá trình làm thì chắc chắn là nó sẽ lên men rất là nhiều, nó lên men rất là nhiều nên là nó sẽ bị trào luôn, mà chúng ta không đầy đủ. Và cả nhà nhớ giùm em là trong quá trình làm thì cả nhà nhớ là sáng đảo một lần, tối đảo một lần giùm em. Một ngày là chúng ta đảo hai lần giúp em nha. Một ngày đảo hai lần thì mật ong chúng ta nó sẽ nhanh lên men hơn và nó đỡ, nó giúp cho đỡ trào ra ngoài nữa cả nhà. Chúng ta chú ý là cho nó đỡ trào ra ngoài, không là nó sẽ bị trào và nó chảy hết cái chất dinh dưỡng của chúng ta ra ngoài rất là mạnh luôn. Và đây em mới làm mật ong quế và mật ong gừng của em xong rồi đó. Cái bộ này là cực kỳ tốt cho sức khỏe của anh chị em mình trong mùa cảm cúm và mùa Covid luôn. Đó, hồi nãy là mật ong của em nó lạnh quá nó không lên men được, nhưng mà em bỏ qua trên cái bình. Cái bình này em lắc một chút xíu là bọt nó lên rồi cả nhà. Đó là những cái vong vi khuẩn nó đã sinh sôi, nó hoạt động lại trở lại đó, là nó sẽ lên men rồi cả nhà. Thấy một lớp men như thế này luôn đó. Và gừng của em cũng như thế này, cũng vậy. Và cái này là sau 3 ngày đến 5 ngày là cả nhà có thể là dùng dần. Chúng ta cứ dùng dần ha. Hoặc là khi mà nó hết á, khi mà chúng ta dùng hết thì sao? Chúng ta dùng hết thì chúng ta đổ thêm một xíu mật ong lên men vào, hoặc là nó còn thành phẩm như này thì chúng ta đổ thêm mật ong vào. Thì tương tự như vậy thì nó sẽ tiếp tục quá trình lên men và chúng ta tiếp tục sử dụng. Đơn giản nó cả nhà ơi, chúng cái lần đầu chúng ta cần làm cho thật là kỹ, thật là chuẩn vàng thì những lần sau cực kỳ đơn giản, chỉ cần đổ mật ong vào là chúng ta có thể tiếp tục sử dụng được. Em chúc cả nhà mình nói chung là rất là tốt, 5K đừng có bị mắc cúm đã. Và khi lỡ mà nói chung là những trường hợp có cả khác, chúng ta không muốn nhưng mà chúng ta bị Covid rồi hoặc là chúng ta bị cảm lạnh rồi thì chúng ta nhớ cái công thức là mật ong lên men, mật ong lên quế, mật ong lên rừng này sẽ rất là tốt trong cái khâu hỗ trợ và điều trị phòng chống Covid cảm cúm nhé. Em xin chào cả nhà nhé, em xin chúc cả nhà thành công.